Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số loại lan rừng đó. Thì đợt này thì bà con mới bắt đầu ăn Tết xong và đi rừng lại thôi đó, nên là hôm nay về cũng hơi ít đó. Thì đầu tiên là em có một phần lan bạch họ hoàng giá 200.000 nhé mọi người. Tiếp theo là một phần hoàng thảo môi trâu đó. Đây là loại lan cho hoa màu vàng và cái phần lưỡi của nó có những cái tua râu râu nhìn rất là đẹp. Tiếp theo nữa thì em có một dề kiếm đó, và kiếm xanh đây thì có giá là 200.000. Rồi tiếp theo nữa là một dề kiếm nguyên bản rất đẹp đây đó, giá 250 nè. Rồi một dề kiếm giá 300. Thì dề kiếm này là kiếm lung nha mọi người, và nó có cả cái cây cẩm cù bám chung luôn, rất là đẹp. Tiếp theo nữa thì em có một cái dề cẩm cù nguyên bản nhìn rất là đặc biệt. Đây là một cái loại lan hoa rất thơm và hoa nó nhìn như hoa nhựa nha mọi người. Tí nữa em sẽ quay kỹ với mọi người xem, giá 200.000 nha. Tiếp theo nữa là em có một phần hài vân giá thanh lý, tầm cỡ 30 cây thì giá là 300 nha mọi người. Dành cho các bác anh chị nào thích sưu tầm nhiều và chúng ta chăm. Tiếp theo nữa là em có một phần lan hài táo thì giá là 200.000, thì nó tầm mười mấy cây á, 17-18 cây luôn. Tiếp theo nữa thì em có một cái một cái hình gồm hai cái cục nguyên bản dáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Đây là loại lan cho hoa rất là thơm luôn và đẹp nữa, thì giá combo này là hai cục nguyên bản này giá là 250.000. Tiếp theo nữa thì em có một phần địa lan hạt đỉnh nâu. Hạt nâu là loại địa lan thuộc dạng hoa đẹp nhất nha mọi người, trong số tất cả các loại địa lan ở khu vực Tây Nguyên đây đó, thì có giá là 250.000, nó cũng được 5-6 củ gì đó. Rồi và cuối cùng thì em có một cái dề lan rất đặc biệt đó, mọi người nhìn xem. Thì cái dề này chính là lan kiều tím nha mọi người. Đây cái loại cái cây kiều tím này nó cũng đang sưng nụ rồi nè. Đó, thì sắp tới mọi người mua về, sắp tới chúng ta sẽ được ngắm hoa kiều tím luôn. Và đảm bảo với mọi người là cái hoa của kiều tím nó cực kỳ đẳng cấp luôn nhé mọi người. Đó, hoa thành từng chùm màu tím, trắng, vàng rất là đẹp. Thì các bác anh chị nào muốn sưu tầm loại lan kiều hoa đẹp thì có thể sưu tầm loại kiều tím này nha. Thì em chỉ có đúng một chậu đây thôi. Và cái dề này thì có giá cao nhất ngày hôm nay thì có giá là 700.000 nha. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu lần lượt từng loại luôn. Thì đầu tiên là bạch họ hoàng nhé mọi người. Bạch họ hoàng đây là bà con đi hái ở khu vực rừng Tung Mơ Rông về nhé. Ở trong tự nhiên thì bạch họ hoàng nó hay mọc trên những cái cánh rừng cao, và thường hay mọc trên những cái đồi thông mọi người. Thì mọi người có thể dễ dàng thấy đây, những cái cây thông ở đây. Và cái loại này thì cái dạ hành của nó khá là nhỏ đó. Cây nó nhỏ như ngón tay thôi mọi người. Đó, chứ nó không có cây lớn nha mọi người, không có cây lớn đâu. Nên là các bác anh chị về nhìn đó, thấy cây kiểu nhỏ nhỏ vậy thôi. Cây thân nó nhỏ thôi, do cái giống của nó, chứ không phải là do cây nhỏ, cây bé đâu nha mọi người. Tất cả những cây này thì đều đủ khả năng ra hoa hết rồi, bởi vì nó là những cây trưởng thành rồi. Cái này thì hoa nó, mùa hoa nó rải rác, nó rơi vào tầm cỡ từ tháng 1 trở đi là ba hoa bắt đầu cái nở liên tục vậy thôi. Thì mọi người có thể để ý là còn một số cây thì nó đang nụ nè, đó, đang nụ nè. Về sắp tới là mọi người được ngắm hoa luôn. Đây, đó, đây đó. Hoa bạch họ hoàng thì rất đẹp. Nó gồm 3 màu nhé mọi người. Mọi người để ý cái tên của nó là bạch họa hoàng. Tức là hoa nó gồm 5 cánh trắng nè, hồng đỏ nè, lưỡi vàng, rất là dễ thương luôn. Hoa cũng rất là to. Rồi, và một phần này thì có giá 200.000 nhé mọi người, được nguyên phần này. Bạch họ hoàng thì mọi người về có thể ghép vào gỗ lũa là ok nhất nha. Chúng ta treo ở chỗ cao thoáng gió đó, là được. Rồi, một phần 200. Tiếp theo là em có một phần hoàng thảo môi râu, hay còn gọi là hoàng thảo môi tua nhé mọi người. Môi râu nó là cái phần môi của nó có những cái đường tua tua ra, nhìn như là râu của ông già vậy mọi người, rất là hay. Đó, hoa màu vàng nhé. Đây cũng là một cái giống hoàng thảo rất là hiếm. Và hôm nay thì em có một phần đây, thì giá là 250.000 nhé mọi người. Thì cho các bác anh chị chúng ta về làm giống. Cái này về thì mọi người có thể trồng lấy hai chậu cũng được, hoặc một chậu thật là lớn cũng được. Đây. À, thì cái mùa hoa của hoàng thảo môi râu thì thường rơi vào tầm tháng 4, tháng 5 nhé. Nên là mọi người về chăm thời gian nữa là chúng ta sẽ được ngắm hoa. Thì lúc đó mọi người xem được cái hoa nó có đẹp như miêu tả không nha. Mọi người muốn biết kỹ về mặt hoa có thể lên Google search hoàng thảo môi râu là sẽ ra thôi nhé mọi người. Cái loại này thì đặc điểm của nó là cái thân bầu và vàng nhé mọi người. Đó, vàng vàng, tròn tròn. Đó. Rồi, 250.000. Tiếp theo là em sang một số dề lan kiếm. Đây, đầu tiên là một cái dề lan kiếm xanh đây nhé mọi người. Kiếm xanh đây, rất là mướt mát.
nguyên về về mọi người kiếm cái chậu chúng ta trồng thẳng vào thôi. Đây, cây xanh tươi. Rồi cái giờ này thì cái phần rễ nó bám vào một cái cây mục nha mọi người. À, đây thì cái giá thể này thì về mọi người nó cũng gần như là nguyên bản rồi, mọi người chỉ việc kiếm cái chậu chúng ta đặt vào thôi. À, về rất là xanh tươi mướt mát đẹp này, thì có giá là 200.000 nha mọi người, 200.000 giá giờ này. Rồi kiếm thì em sẽ ship chậm cho mọi người đỡ tốn cước nha, bởi vì kiếm thì ship 4-5 ngày không sao, ship chậm đỡ tốn cước. À. Rồi giờ đầu tiên giá là 200.000. À, tiếp theo là giờ thứ hai. Đây, giờ nguyên bản này mọi người nhìn cái dáng nè. Đó, nó rất là kiểu bonsai tiểu cảnh nè. Và bà con người ta đi rừng người ta hái được một cái dê nguyên bản vận chuyển về tới nhà mà vẫn có nguyên si đẹp như vậy là rất là khó khăn nha mọi người. À, đây, giờ kiếm rất đẹp luôn. À, các bác anh chị nào thích chơi kiểu tiểu cảnh thì chúng ta mua dê này về đóng cái đinh vào rồi chúng ta treo dây lên. Đó, là có một cái dê rất đẹp nha. À, những cái dáng rất đã nha mọi người. À, giờ này không mua thì không biết mua kiếm đâu ra để mà mua nữa. Đây, rồi và đo giống đây là giống kiếm luôn nha mọi người. Kiếm luôn thì cái lá nó ngắn lắm, chuyên dành cho các bác các anh chị thích chơi kiểu lan nó đẹp, đẹp nhỏ đẹp dễ thương thì có thể mua lại kiếm luôn này. Có vòi hoa ra quả luôn nè mọi người. Của năm cũ thì cái kiếm này thì tầm tháng 4 thì mới tới mùa hoa của nó nha. Rồi hoa sổ số rồi, bể hàng rừng hoa sổ số, kiếm nó nhiều mặt hoa đẹp lắm. Về các bác tự sổ, giờ này giá 250. Tiếp theo là một cái dê kiếm nguyên bản rất đặc biệt, mọi người xem. Đây bà con người ta hái được một khúc nguyên bản nè. Và đặc biệt là cái kiếm này thứ nhất là dòng kiếm lung nè. Đó, cây cũng ngắn ngắn nè, lá vàng vàng nõn chuối. Và thứ hai cái điểm đặc biệt của nó là có một cái dê cẩm cù trái tim nó mọc chung lên, lá trái tim rất dễ thương mọi người. Đó, nó mọc chung trên, bám chung trên luôn nè. Đó, đây. Đó, giờ này rất đẹp nha. À, mọi người về mua chỉ biết đặt cái này vào chậu thôi. Đó là chúng ta có được một cái dê kiếm cù là kiếm cẩm cù chung luôn. Đó. À, cái quá trình lan nó phát triển trong rừng nó kết hợp giữa hai cái loại lan nhìn nó rất là đặc biệt mọi người. Đó, cái lan kiếm lung và cái cẩm cù nó bổ trợ cho nhau. Đó, nó tạo nên một cái nét đẹp rất là tự nhiên. Rồi. Các bác nào thích chơi kiểu bonsai nghệ thuật thì có thể mua cái dê này nhé. Và dê này giá cao hơn tí là 300.000 nhé mọi người. Đó, 300.000 chúng ta vừa được kiếm và vừa được cẩm cù luôn. Và cái cẩm cù này thì để em quay hoa cho mọi người xem nhé. Đây, hoa rất là đẹp, nhìn như là hoa nhựa luôn mọi người xem. Đó, tới mùa hoa là nó mọc thành một cái hình cầu nhé. Và hoa đây, nhìn như hoa nhựa mà nó rất là thơm nhé. Cẩm cù này rất là thơm. Đó, em có một cái dê kiếm với mọc cẩm cù mọc chung luôn. Đây hoa, hoa cẩm cù thì cái đây là hoa trắng, có cái loại là nó hoa vừa trắng vừa tím được mọi người, cũng khá nhiều mặt hoa. Rồi rất là thơm luôn nha, cẩm cù rất thơm. Rồi rồi cái dê này giá 300 nha mọi người. À, cái này ship chậm nha, máy kiếm này ship chậm cho đỡ tốn cước. À, tiếp theo là em có một cái dê cẩm cù riêng. Đó, dê này thì có giá là 200.000 nha mọi người. Đây mọi người xem, nó mọc chung trên một cái cây kiểu như là cái cây tổ quả nhé. Về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Đó, rất là hay nè. Cái này đang hoa thì bà con người ta hái nên là cũng mọi người chưa nhìn thấy được cái nét đẹp lúc cây nó nở rộ. Đó, thôi chúng ta về chăm làm giống nha. Có một cái giống cẩm cù rất là lạ. Đó, nguyên một cái dê này thì dê này giá 200.000 nha mọi người. 200.000 về chỉ biết treo lên thôi. Đó mọi người thấy không? Cẩm cù nguyên bản vậy cũng rất là hiếm mọi người, thường thì bà con người ta đi rừng người ta chỉ hái được những cái sợi dây thôi. Đó, còn cái hàng nguyên bản này thì hiếm lắm. Rồi cái dê này có giá là 200.000 nha mọi người, 200.000 về mọi người về làm giống. Tiếp theo nữa là em có một phần lan Hải Vân nhé. Hải Vân đây thì đây là cái hàng cây nhỏ nên là em bán giá thanh lý thôi. Một phần đây thì tất cả đây thì nó tầm cỡ 30 cây thì về mọi người trồng làm giống nhé. À, có những cây nó không lớn thì cũng đủ khả năng ra hoa, còn những cây nhỏ hơn thì mọi người về chúng ta chịu khó chăm sóc tầm năm sau chúng ta chơi nha. Rồi bác nào mà có mấy cái bồn hoa lớn lớn á, thì chúng ta mua mấy cái thanh lý này nè, chúng ta về trồng nguyên trong bồn rồi năm sau thì sẽ ngắm được hoa, hoa lúc đó hoa nó nở rộ ra cả một cái bồn nhìn rất là đã. Và giá thì 300.000 thôi mọi người.
Như bình thường có mấy cây lớn lớn hơn thì em bán phân 7-8 cây giá là 300 rồi. Cái đây thì mang giá thanh lý nha. 300 ngàn được cỡ 30 cây luôn. Hải Vân là cái loại lan hài hoa đẹp và đắt tiền nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên này nha. Và nó cũng rất là quý hiếm luôn. Đó, các bác nào chưa biết mặt hoa Hải Vân có thể lên Google search nha. Hoa rất là to luôn, cực kỳ lâu tàn và đẹp nữa. Nó có cái phần cánh vây ở trên lưng á, thì màu trắng và có những đường vân màu xanh xanh hồng hồng, đẹp lắm. Đó, mọi người cứ lên Google chúng ta xem kỹ cái mặt hoa nha. Rồi, Hải Vân này thì nó cũng khá giống với hải táo, tuy nhiên là cái lá nó to hơn mọi người, và cái lá nó dày, to dày và mặt lá nó bóng này. Đó, một cái đặc điểm để mọi người có thể phân biệt được với hải táo nha. Rồi, phần này giá 300 ngàn. Đây, hải táo, tiếp theo là em có phần hải táo đây, giá 200 ngàn nha mọi người. Thì nó tầm được 17-18 cây gì đó. Đây, hải táo thì cái lá nó mỏng hơn, mỏng và nó không dày bằng cái lá Hải Vân, và mặt lá nó cũng không bóng như là lan Hải Vân nha mọi người. Đây, phần đây thì giá 200 ngàn nha, nó được tầm 17-18 cây gì đó. Lan hài táo với lan hài vân thì cái cách trồng rất là đơn giản mọi người. Hai loại này đều là hai loại lan hài cực kỳ dễ trồng luôn, dễ trồng, dễ cho hoa. Thì mọi người về có thể trồng trong cái giá thể của mà than vụn nè, tức là than mọi người đập cho vụn ra, vỏ thông cũng vậy, vỏ thông vụn trộn đều nhau rồi thêm cát vào, thêm cát để giữ ẩm vào trộn chung nhau, rồi có thể bổ sung thêm chất dinh dưỡng bằng phân dê hoặc là phân chuồng cũng được, là vậy thôi. Là rất đơn giản, chúng ta có một giá thể trong lan hài rất là tốt rồi, áp dụng chung cho cả lan hài táo và hài vân nhé mọi người. Cách trồng như vậy em trồng trong vườn thấy phát triển rất là tốt. Rồi, phần này giá 200 ngàn. Tiếp theo nữa thì em có một cái phần nguyên bản nhé mọi người, và đây là lan dáng hương tam bảo sắc, hay còn gọi là quế lá xếp hoặc là quế tháng tư đó mọi người. Hoa này cực kỳ thơm luôn, tam bảo sắc tức là nó hoa nó thành từng chùm có 3 màu, màu vàng, màu tím và màu trắng nha mọi người. Đó. Đây, phần nguyên bản nay về được hai khúc nguyên bản rất đẹp. Một khúc này có một cây nè, còn khúc đây thì được hai cây lá xếp luôn. Đó, rất là đẹp, về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Rồi, cái thằng này thì ship chậm, cũng ship chậm được nha mọi người, ship chậm cho đỡ tốn cước. Rồi, giá 250 ngàn. Hai hình này nó khá rẻ, về các bác anh chị chúng ta chơi. Và sắp tới mùa hoa của nó rồi, mùa hoa nó tầm cỡ tháng 4 thôi, về thời gian nữa mọi người chơi. Hoa cực kỳ thơm, cực kỳ thơm luôn nhé mọi người, rất là thơm luôn. Các bác, các anh chị nào thích chơi dòng hoa vừa đẹp mà vừa thơm thì có thể mua cái dòng cái hai về quế tháng 4 này. Hôm nay em có đúng một hình này thôi. Và cuối cùng thì em giới thiệu với mọi người là địa lan hạt đỉnh nâu nhé mọi người. Đây là cái loại địa lan cho hoa thuộc dạng đẹp nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên. Thì có lẽ thì cái đây thì mọi người về chăm chơi cho mùa hoa sắp tới nhé. Bởi vì cái này thì mọi người để ý là cái nó đã ra cái hoa vào dịp Tết rồi. Thì lúc gửi thì em sẽ cắt ngang đây để cho cây nó đỡ mất sức nha. Đây có vòi hoa đây, mọi người về chăm năm sau cái đúng dịp Tết là nó ra hoa thôi. Cái thằng này đặc biệt lắm, đúng cái dịp Tết là sẽ ra hoa chơi, và mọi người chơi trong dịp Tết rất là đã. Rồi đây một phần thì được 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6 6 gốc này luôn nhé mọi người. Và mọi người lưu ý là lúc quay thì em để dài, và tuy nhiên lúc gửi đi em sẽ cắt ngang đây để cây đỡ mất sức. Mọi người về chỉ biết trồng thôi. Và cái này thì địa lan nên là mọi người trồng vào chậu đất, giống như là trồng cây cảnh hoa hồng đó thôi mọi người. Tức là mọi người lấy làm cái giá thể gồm đất nè, trộn với ít cát rồi với ít phân chuồng hoa mục là được, là chúng ta có giá thể trồng hạt đỉnh nâu rồi. Rồi, và mọi người muốn biết cái mặt hoa của hạt đỉnh nâu thì em sẽ quay cho vườn nhà cái mặt hoa cho mọi người xem nha. Hoa hạt đỉnh nâu rất đẹp. Đây mọi người cho em tí. Rồi đây. Đó, đẹp không mọi người? Đó. Vì sao đó là lý do vì sao mà rất nhiều người chúng ta muốn sưu tầm cái hạt đỉnh nâu trong vườn nhà. Hoa to nè, nở cả tháng luôn nha mọi người. Và cái vòi hoa nó có thể đạt cái chiều dài 1,5 m tới 2 m luôn, rất là cao. Đây, mặt hoa nó to đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đây, rất dễ trồng nhé mọi người. Trồng trong ở dưới cái giàn lan thôi, mọi người trồng dưới giàn lan tránh ánh nắng trực tiếp là được. Đó, cái chậu đất mà trồng.
Rồi. Ồ, đây có dê hoàng phi hạt này. Rồi, và cuối cùng thì em xin giới thiệu với mọi người là cái dê lan đặc biệt nhất ngày hôm nay. Đây là cái dê kiều tím nha mọi người. Đó, dê kiều tím này thì nó gồm rất nhiều thân tơ nha. Và tất cả thân tơ này đều đang chuẩn bị ra hoa. Tức là mọi người có thể để ý là đây, cái mắt hoa của nó bắt đầu sưng lên rồi mọi người thấy không? Và cái thời điểm này là thời điểm gửi đi tốt nhất nè mọi người. Bởi vì cái nụ hoa nó vẫn chưa ra lớn thì gửi đi thì nó rất dễ bảo quản được cái mắt hoa, không bị va chạm gãy dập gì hết. Và em sẽ đếm cái số thân tơ cho mọi người xem nha. Một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ nè, bốn thân tơ, năm thân tơ, sáu thân tơ, bảy thân tơ, tám thân tơ, chín thân tơ, mười thân tơ, 11, 12, 13, tầm 13 thân tơ mọi người. 13 thân tơ thì mọi người phải tưởng tượng là tới cái lúc ra hoa của nó, cứ một thân tơ đây nè, nó ra từ 1 tới 2 vòi hoa thì cái hoa nó phải khủng khiếp cỡ nào nhé mọi người. Đó, các bác anh chị nào muốn chơi hàng khủng và muốn chơi sưu tầm cái dê kiều tím hoa đẹp chứ danh này thì có thể đặt mua nha. Và cái dê này thì có giá 700 ngàn nhé mọi người, 700 ngàn cho dê này. Thì tất nhiên giá 700 ngàn thì nó xứng đáng với trong cái tầm giá đó luôn, rất là nhiều thân tơ vậy. Và hàng này thì đã trồng vào cái rễ nó phát triển rất là ổn định rồi mọi người. Đó. Về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Đó. Tới mùa hoa thì chụp hình báo lại với em nhé. Xem thử có đúng đẹp như là lời em quảng cáo không nhé mọi người. Rồi. Cái thằng kiều tím này thì ở trong tự nhiên thì nó phân bố ở cái khu vực Quảng Nam với miền Trung nhé mọi người. Đó, khu vực rừng Quảng Nam giáp với con tâm đó. Rồi. Rồi cái dê kiều tím này giá là 700 ngàn nha mọi người. Chưa biết mặt hoa thể lên Google chúng ta search lan kiều tím. Đó, hoa nó thành từng chùm, hoa to và hoa gồm 3 màu nhé. Tím, trắng, vàng, đó rất đẹp. Bình thường như mấy cái loại kiều bình thường thì thường là màu cánh trắng, hồng vàng. Còn loại kiều tím này thì cánh ngoài màu trắng nó còn thêm xen lẫn cái màu tím rất đẹp. Ngoài ra cuối cùng em còn một cái dê kiều vuông nữa nhé mọi người. Đó, dê kiều vuông đây. Đó, nguyên dê đây thì về mọi người chỉ biết treo lên luôn. Và nó đang có một cái vòi nụ nè. Đó, đây vòi nụ này về để mọi người kịp chơi hoa luôn. Đó, ngoài ra còn có một số cái thân nữa. Thân này thì có một vài thân nó đang còn cái mắt á. Cái mắt hoa thì nó sắp tới thì nó cũng sẽ sổ hoa luôn. Đó, có một số mắt nó chưa lên hoa thì sắp tới nó cũng sẽ lên luôn nhé mọi người. Đây, ví dụ như mấy cái mắt này đây, sắp tới nó cũng sẽ sổ hoa trên mấy cái mắt này. Rồi, nhưng mà nói chung trước tiên là có một cái nụ đây để mọi người về chơi rồi nè. Rồi đây, cái dề nữa đây, rễ nó bám chắc chắn vào khúc cây rồi. Mọi người chỉ về chỉ biết treo lên thôi. Rồi. Rồi cái dề kiều vuông này thì có giá là 250 ngàn nhé mọi người, 250 ngàn. Thì nó gồm 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cái thân tơ nha, 8 thân tơ giá 250 ngàn. Rồi thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Các bác anh chị có nhu cầu mua loại nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Có một số cái thì em sẽ gửi ship chậm để cho mọi người đỡ tốn cước nha. Như kiếm rồi nè, ship chậm được vô tư không sao cả. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan rừng tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ.